rét nhất trời nắng, không thấy đường thấy sái hết. Đây, cảm ơn anh em gần xa ủng hộ Hoàng Mai nha, về cái bản trục xế lần nữa nha anh em. Đây em nhận được cái trục xế của khách à, mà em chưa biết khách của nào à, em biết cái cây này là trục này là của ông khách, ông gửi ông tiếp vô cho em luôn, gửi tiếp dày vô mình làm luôn nha. Anh em nào có nhà có gì em dùng nấy. À, ông khách này em kêu ông cắt luôn cái mặt bít đi mà ông không chịu, ông bảo là vô đây tự làm à, cho nó chính xác chứ ông sợ ông làm không được à, ông để nguyên cây cho em luôn. Anh em nào mai mốt có làm cái trục này mà mặt bít như vậy anh em cứ cắt ở nhà luôn, anh em cắt ở nhà luôn rồi anh em gửi cho em cho đỡ tốn tiền ship, để nguyên cục kia tốn tiền ship thôi chứ không gì, dù em cũng cắt cho anh em thôi. Chẻ thẳng này gần như nãy vậy đó cho nó mau, đừng có mở mở lâu đó. Ừ, chẻ nguyên đường dọc cái đó rồi tách ra làm hai. Y gan tính mà không tính làm còn hơ luôn. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ Hoàng Mai nha. Rồi lấy cho mượn cái địa chỉ coi đằng 51 nhớ của ai của ai coi. Đọc cũng có địa chỉ, cái này có địa chỉ nè. Cái này cũng có địa chỉ à. À, bên đây nè. Đây. Đây. Anh Nguyễn Xuân Ánh. À, em nhận được cái trục xế của anh Nguyễn Xuân Ánh. Anh này ở Bắc Giang. Nguyễn Xuân Ánh ở Bắc Giang. Số điện thoại của anh Ánh đây nha. Và anh cho xem trục xế, anh em nhận được trục xế của anh rồi nha anh Ánh. Trục xế này ở Bắc Giang. À, Lạng Giang, Bắc Giang. Trục xế mặt bách. À, thầy dĩa. Khách yêu cầu làm lại chân nú cho anh em. Cảm ơn anh em gần xa từ Bắc vô Nam nha, ủng hộ Hoàng Mai về mảng trục xế à. Đây thêm một khách nữa đây. Còn cái trục xế này của ông khách ở ở đâu đây không có để luôn, không thấy luôn. Rồi coi coi cái địa chỉ nào nữa không, coi còn cái địa chỉ nào không, không còn địa chỉ nào luôn hả? Không còn địa chỉ mà cũng không có số điện thoại luôn. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ nha. Cái này là em không biết số luôn, không có địa chỉ luôn, không có số điện thoại luôn. Ở trong cái ruộng có không? Trong cái ruộng có không? Trong cái bọng có không, có giấy nào không? Đây mở coi, mở coi à. Rồi được đây. Anh em nào có nhu cầu làm trục xế mới mà ở nhà có trục cứ gửi em. Đây anh khách này anh ở ngoài Đà Lạt, Lâm Đồng Đà Lạt, một lần nữa khách Đà Lạt gửi cho em nha. Cảm ơn. Ê, số điện thoại khách đây à, khách này ở Đà Lạt nha anh em. Số điện thoại khách đây, Đà Lạt tiếp tục. Khách ở Đà Lạt à, khách ở Đà Lạt gửi cho em cây tiếp dày rất dày. Dày 10 ly. Vinh không nổi luôn à. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ nha. Rồi, Hoàng Mai 0907 790079.